khoảng 3 mẫu tư đất thuộc xã Cù Bỉ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. View suối luôn nha mọi người, suối nước chảy quanh năm luôn nha. Suối bao quanh đất mình luôn. Có hiện tại đất mình có 600 thổ cư nha mọi người. Đất đỏ nha mọi người. Đó, suối nó bao quanh đất này như vậy nè, bao sau đuôi nè. Hiện tại đang trồng cà phê và cây ăn trái nha mọi người. Bên kia của mình luôn hả ha chú? Rồi tại đang trồng sầu riêng nè. Sầu riêng có thu hoạch này nha, bên đám này sầu riêng có thu hoạch rồi. Mít. Hết luôn là khoảng 3 mẫu tư á. Em đang có sổ là 3 mẫu tư. 3 mẫu tư mấy trăm mét vuông thôi. Đó mới thì muốn tính mình tính theo sổ đỏ hiện tại thôi. Rất đẹp bằng thẳng nha mọi người. Nếu mà bây giờ cháu hiểu không? Bây giờ là cái cháu là rẻ thì đứng ở dưới kia đi, nó để một cái xào đây mà biết từ đó cái chiều dài đó là bao nhiêu rồi. Có trong sổ là biết rồi. Có điện nước đầy đục nha mọi người. Bơ.
xe. Có một con này cấp 4 nha mọi người. Đu đủ, vú sữa, mạnh. Cái xanh này đang pha cà phê nha mọi người. Cây xoài. Đường đất xe hơi tới nơi nha mọi người. Đó. Đường đất xe hơi tới nơi. Đường đất của mình cách Sài Gòn đó, tầm khoảng 70 km nha. Còn cách sân bay Long Thành tầm khoảng 20 km. Còn cách thành phố Vũng Tàu tầm khoảng 40 km nha mọi người. Ở đây đất này thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 037 210 7725 nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tất cả mọi người.